Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn 1800062223 website duyanhweb.com.vn. Có nên mua ô tô máy dầu, ưu nhược điểm so với xe máy xăng? Cùng với động cơ xăng, nhiều hãng xe cũng bổ sung các phiên bản máy dầu để cho khách hàng có thêm nhiều lựa chọn. Loại động cơ này có ưu, nhược điểm riêng so với động cơ xăng. Ưu, nhược điểm của động cơ dầu. So sánh Toyota Fortuner bản 24G42 máy dầu số sàn và bản 27V42 máy xăng, động cơ diesel về khả năng vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu sẽ phần nào cho thấy ưu nhược điểm cũng như những khác biệt của hai loại động cơ này. Toyota Fortuner 2020 bản 24G42 máy dầu số sàn sử dụng động cơ 2GDFTV, 4 xi lanh thẳng hàng dung tích 2.4 lít, sản sinh công suất tối đa 148 mã lực tại 3.400 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 400 nm tại giải vòng tua 1.600 đến 2.000 vòng trên phút. Trong khi đó, Fortuner 27V42 máy xăng sử dụng động cơ 2 xe dung tích 2.7 lít cho công suất tối đa 164 mã lực tại 5.200 vòng phút và mô men xoắn cực đại 245 nm tại 4.000 vòng trên phút. Công nghệ VVTi giúp phiên bản này tiết kiệm nhiên liệu hơn so với trước. Có thể thấy, phiên bản máy dầu tạo ra lực mô men xoắn lớn hơn tại giải vòng tua máy thấp hơn, trong khi bản máy xăng có công suất tối đa tốt hơn và vận hành êm ái hơn so với bản máy dầu. Mô men xoắn lớn hơn, có nghĩa xe tạo ra khả năng tăng tốc nhanh và nhiều sức kéo hơn, ở số vòng tua máy thấp hơn. Theo tính toán, động cơ dầu có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn 20-30% so với động cơ xăng. Bên cạnh đó, những ô tô máy dầu cũng làm việc hiệu quả hơn trên quãng đường dài, một phần giải thích cho việc các xe tải đa số sử dụng máy dầu. Ví dụ, Fortuner 2020 bản máy dầu có mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố là 7,1 lít trên 100 km và bản máy xăng là 10,7 lít trên 100 km cho đường hỗn hợp. Hiệu suất của động cơ dầu tốt hơn khoảng 1,5 lần so với động cơ xăng. Tại Việt Nam, giá dầu lại rẻ hơn xăng, đồng thời 1 lít dầu khi cháy hoàn toàn tạo ra khoảng 8.755 calo, trong khi 1 lít xăng cháy hoàn toàn cho khoảng 8.140 calo. Tuy nhiên, động cơ dầu vẫn còn một số khuyết điểm. Nếu để sản sinh cùng một công suất, thì trọng lượng của động cơ dầu lớn hơn động cơ xăng. Tỷ số nén của động cơ dầu lớn, vật liệu để chế tạo hệ thống nhiên liệu cũng phức tạp hơn, do đó động cơ dầu thường đắt tiền hơn động cơ xăng. Độ ồn lớn và khí thải của động cơ dầu cũng nhiều muội than hơn. Thực tế, hai nhược điểm này liên tục được các nhà sản xuất khắc phục. Những ai nên mua xe sử dụng động cơ dầu? Điều này sẽ được quyết định bởi số km bạn đi mỗi năm và thời gian sử dụng xe. Những chiếc xe máy dầu sẽ là lý tưởng cho những người chạy mỗi năm trung bình vài vạn km. Đặc biệt khi thường xuyên di chuyển trên đường cao tốc, lợi thế nhiên liệu của động cơ dầu thêm phát huy. Động cơ dầu tạo ra nhiều mô men xoắn cực đại ở ngay ở giải vòng tua thấp, nên giúp cho xe có sức kéo lớn hơn. Do vậy, xe với động cơ dầu sẽ phù hợp để đi off-road, thường xuyên qua những tuyến đường có địa hình đèo, dốc hay phải chở đồ nặng. Như đã nói, với một mẫu xe thì phiên bản máy dầu thường đắt hơn, chi phí bảo dưỡng cũng có thể nhỉnh hơn nên hãy nhắc liệu số tiền chênh lệch có tương xứng với số tiền tiết kiệm được từ việc tiết kiệm nhiên liệu hơn máy xăng. Đó còn là việc người dùng sẵn sàng chấp nhận xe ồn hơn một chút nếu khả năng cách âm chưa tốt, mùi hôi của dầu với những chiếc xe đời cũ. Nhưng một khi đã nghiện, động cơ máy dầu, nó có thể đem lại cho người dùng những trải nghiệm rất đặc biệt. Các bạn hãy comment quan điểm của mình bên dưới video nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh YouTube Duy Anh Web Official để nhận được những thông báo mới nhất khi chúng tôi ra video. Xin cảm ơn. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc 1, kèm 1. Hotline tư vấn khóa học 1800062223, website duyanhweb.edu.vn.